A Di Đà Phật. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo, con kính nhờ ban tổ chức chuyển tới camera Quang Minh và kính xin camera của chú Minh Đạt chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Lão Cư Sĩ Diệu Âm, con có nghe một vị trưởng ban Hộ Niệm nói rằng mình đi Hộ Niệm chỉ cần xây dựng người bệnh giữ tín nguyện hạnh vững vàng thì gia đình và con cháu sử dụng mấy các cụ tội và giết vài con vật ăn uống thì không thể chướng ngại người có tín nguyện hạnh đầy đủ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chẳng lẽ 25 vị Bồ Tát không đủ năng lực cho mấy các cụ tội kia bay chỗ khác được hết à? Mấy con vật kia có chết vào đúng ngày thành đạo của một vị Bồ Tát thì cũng không sao. Gia đình dù có sát sanh, ăn hành tội, khóc lóc kêu la mà người bệnh quyết lòng không thoái chuyển, tín nguyện hành chân thật thì một người Hộ Niệm cũng đủ, không cần chi phải đông người Hộ Niệm. Vậy kính xin Lão Cư Sĩ Diệu Âm cho chúng con biết vì trưởng ban Hộ Niệm nói như thế có đúng pháp không ạ? Chúng con thành kính tri ân công đức của Thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu thực sự chư vị tín hạnh nguyện vững vàng thì chắc rằng là chư vị không nêu ra ý kiến này đâu. Vì tín hạnh nguyện chưa vững vàng hoặc là tín hạnh nguyện lung lay đến gốc rễ nên mới có những ý tưởng này. Ngài Thiện Đạo Đại Sư là A Di Đà Phật tái lai, mà tín nguyện hạnh của Ngài đến nỗi Ngài không dám nằm ngủ, Ngài chỉ ngồi thiếp bắt một chút rồi tiếp tục niệm Phật. Mà đưa đến 25 năm trường Ngài quên ngủ mà không hay. Ngài mới là người tín hạnh nguyện vững vàng. Ngài Hiền Hộ Bồ Tát, Ngài có cái tật ưa ngủ gục. Ngài sợ đến nỗi mà Ngài không dám ngồi, Ngài chỉ đứng niệm Phật, đi kinh hành niệm Phật. Nhiều khi mỏi quá Ngài ôm cái trụ nhà đứng mà niệm Phật, Ngài không dám ngồi. Ngài thực hiện 90 ngày. Ngài là người tín hạnh nguyện vững vàng. Còn chúng ta thì niệm Phật bữa có bữa không, mà dám tự xưng là tín hạnh nguyện vững vàng. Ăn thịt con vật một chút cũng sao, thêm chút hành chút tối cũng được. Nếu mà chư vị quyết lòng tín hạnh nguyện vững vàng, nhất định không bao giờ nói câu này. Chính vì thế, cái sơ ý cái chỗ là ta nghĩ ta tín hạnh nguyện vững vàng, nhưng mà cái hành trình chúng ta, cái thực tập chúng ta, cái tu hành chúng ta hoàn toàn không tín, không nguyện, không hạnh gì cả. Sợ rằng cái vọng tưởng này không lọt qua khỏi mắt của chư hộ pháp đâu. Các ngài bỏ rơi chúng ta dễ dàng lắm. Chư vị nhớ là các vị hộ pháp không phải là Phật đâu nhé. Mình nói sai sự thật, các ngài liền bỏ rơi liền lập tức. Mình khởi tâm thương mang một chút, ngài chê liền bỏ liền lập tức. Mà các ngài chê thì chư vị oán thân trai chủ lại thích vỗ tay rôm rốt. Cho nên nếu mình thấy mình xây dựng cho cái người bệnh tín hạnh nguyện, nhiều khi mình là người đi Hộ Niệm mà tín hạnh nguyện mình cũng chưa vững, đừng nói chi người bệnh đang trong cơn mệt mỏi, thân xác thì suy kiệt, đầu óc thì mê mờ. Mình tới giảng nói 2-3 câu người ta cười cho qua chuông. Mình dám tin là người bệnh tín thành nguyện đầy đủ. Mong chư vị phải cẩn thận vô cùng. Khởi một tâm thượng mạng lên, vướng vào cái nạn đại thất bại trên đời. Đường đời thất bại đã đành, đường tu hành thất bại cũng đành chịu đắng cay. Đó là do mình sơ suất. Cho nên nếu những người nào thực sự có chân chánh tu hành, các ngài thường giữ từng chút mà còn sợ rằng mình còn sơ suất nữa là khác. Chư tổ nói, ngày hôm nay mình ngủ một đêm, thức dậy, hãy xét coi ngày hôm qua mình có cái lỗi gì lo sửa. Chứ không ai dám nói rằng là tôi tu vậy là giỏi lắm rồi. Nhớ nhé chư vị, luôn luôn có tâm tự xét lấy mình để mình vượt qua ách nạn. Còn mình nghĩ mình vậy là đủ rồi, coi chừng chướng nạn chập trùng, sau cùng khó có thể thoát nạn được vậy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân Lão Cư Sĩ Diệu Âm.